Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với livestream trên Tetra TV. Không biết là anh em ngày hôm nay sẽ như thế nào. Ngày chủ nhật đúng không? À xin lỗi các bạn là tôi đã chỉnh lại cái thông tin liên quan đến cái subscribe đã. Bây giờ đã subscribe của chúng ta bao nhiêu rồi? Tôi đã chuẩn bị một số những cái thứ rất là hay ho trong cái buổi livestream ngày hôm nay để có thể là chia sẻ với anh em rồi, thì Tôi đã chuẩn bị hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái buổi livestream mà có được nhiều thông tin. Đầu tiên là tôi chỉnh lại cái số subscribe trên kênh YouTube, bây giờ là được 388.000 rồi. Hy vọng mọi người ủng hộ một chút để chúng ta lên được con số 500.000 các bạn nhé. 500.000 subscribe thì đó là cái mục tiêu năm nay của tôi, được 500.000 subscribe để anh em ủng hộ. Ok, tôi đã chỉnh xong. Mở dần thế nào. Ok. Trước tiên là anh em hỏi thăm với nhau chút đã, xem là vừa ngày chủ nhật thì mọi người không biết đã làm gì rồi. Tôi tin rằng là thời điểm này là thời điểm mà chắc chắn là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indo trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng đang nóng dần lên. Mặc dù vậy thì tôi đoán là nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa quan tâm đến những tấm vé đâu. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì cũng cập nhật cho các bạn một số thông tin liên quan đến cái việc là đặc biệt là hôm nay thì rất nhiều các trang báo có đưa ra những cái thông tin liên quan đến việc có pháo hoa bắn ở sân tập của đội tuyển Indonesia, và bên phía truyền thông của Indo họ chụp lại, sau đó họ 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 gọi là phản ánh. Tuy nhiên là sau khi đã được giải thích thì thực ra đây là một cái khu vực mà thường xuyên bắn pháo hoa, được quy định, được gọi là được được cho phép, và không gặp, và nó thực sự nó cách xa cái sân tập của Indo rất là nhiều. Chẳng qua là từ xa thì cái khoảng không đấy người ta vẫn nhìn thấy, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng gì và đã được đính chính, thậm chí là lên trên cả đài truyền hình Việt Nam cũng đính chính hết rồi, không gặp vấn đề gì lớn. Thứ hai là hôm nay các phóng viên ekip của Tetra TV cũng đã có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và đã ghi nhận một cái mặt sân rất là đẹp, rất là tốt, mặt cỏ mượt và đẹp hơn sân vận động Bukarno rất là nhiều. Kẻ vôi thì chưa được kẻ, nhưng mà tất cả mọi gọi là hạng mục đều trang hoàng rất là kỹ càng để sẵn sàng cho một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là có lẽ với chúng ta thì đương nhiên là nhiều người không muốn đến sân, chỉ muốn xem qua TV thôi, còn thậm chí nhiều người còn chả muốn xem nữa cơ. Thế nhưng mà tôi đã nói rồi đấy, nhưng trong cuộc livestream ngày hôm qua thì chúng ta hãy gạt cái sự yêu ghét với một cá nhân sang một bên, và chúng ta hãy vì cái lá cờ trên ngực áo. Hôm nay tôi mặc áo đội tuyển Việt Nam, lá cờ trên ngực áo, và sau đó thì ít nhất là bật TV hoặc là được thì ra sân để cổ vũ. Vì thực ra các bạn phải hiểu là trong bóng đá thì không ai muốn thua cả. Và khi mà nhắc đến cái màu cờ sắc áo thì tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta gạt gạt qua những cái gọi là không yêu thích, không 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 thích một ai đó, để chúng ta có thể có mặt tại sân, chúng ta cổ vũ. Vì nếu như mà chúng ta vượt qua được Indonesia, đúng ra là chúng ta giành chiến thắng trước Indo trong trận đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ấy, thì cái cửa đi tiếp của chúng ta vẫn còn, và cái niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì có thể nó vẫn bị giảm rất là nhiều, nhưng mà nó cũng đỡ đỡ hơn đúng không? Đó là một số những cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn về mặt thông tin. Rồi xin chào 1.500 1.600 anh em đi. Tôi xin được chào bạn Pháp Danh Thích Hết, rồi bạn Nguyễn Phương Hồng, bạn Vân Phạm, bạn Nguyễn Thị Châu, bạn Mạnh Huỳnh, TN99, Nguyễn Xuân Huy. Cái chữ ở trên cái thanh chat này nó bị ngược tên đấy các bạn. Thành ra là đọc nó hơi khó. Thanh Ngân 1711. Đấy. Vâng Phạm. Nùng Bùi. Tâm Nguyệt Thế. Chào mọi người nhá. Chào anh em nhá. Rồi, chúng ta hôm nay thì mình muốn có cái buổi livestream này để chia sẻ với các bạn về cái góc nhìn liên quan đến danh sách mà chúng ta sẽ lựa chọn để thi đấu với Indo trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Ngày mai thì sẽ có hai buổi sự kiện rất là quan trọng. Đầu tiên là buổi họp báo diễn ra vào buổi trưa, diễn ra vào buổi trưa, và chắc chắn là chúng ta sẽ có được những thông tin liên quan buổi họp báo vào khoảng đầu giờ chiều, khi mà tôi sẽ có mặt tại buổi họp báo và đặt ra những câu hỏi. Sau đấy thì huấn luyện viên Philippe Toure sẽ trả lời, đương nhiên sẽ phải ngồi edit dựng riêng các thứ một chút, sau đó gửi đến các bạn. Sau đó là buổi chiều tối thì chúng ta sẽ có được những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam làm quen sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Khác với Indonesia nhé các bạn nhé, khác với tại Jakarta thì chúng ta được tập luyện làm quen trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và được làm quen mặt sân. Đây là một cái điều mà chúng ta vẫn thường làm
khi mà tiếp các đội khách đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Mặt cỏ nó rất là tốt và đảm bảo cho chúng ta là không gặp vấn đề gì cả, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức được cái buổi làm quen sân ở đây. Đấy, và bên cạnh đấy thì ngày mai thì có thể là chúng ta sẽ vẫn có buổi live stream nữa để tôi có thể nhận định chính xác hơn. Đấy, những cầu thủ nào có thể góp mặt trận đấu gặp Indo. Còn ngày hôm nay sẽ là một cái danh sách sơ bộ mà tôi sẽ đọc cho các bạn theo quan điểm của cá nhân của tôi. Đó. Xin chào mọi người. À, xin chào Vũ Duy Tân nhá. Đấy, xin chào đội hình 11 cầu thủ vào sân trận Indo không quan trọng bằng thông tin nào khi nào ông Chu Dê bay ghế. Hôm qua mình cũng đã chia sẻ rất nhiều liên quan đến cái việc khi nào thì huấn luyện viên Chu Dê bay ghế rồi nhá các bạn nhá. Các bạn có thể xem lại buổi livestream ngày hôm qua. Anh em mình không nhắc lại chuyện cũ nữa để hướng đến những chuyện mới để cho nó vui. Và hôm nay thì cũng hôm nay mình cũng đi ra ngoài hiệu sách và tìm những cái cuốn tử vi thần số học để mình đọc xem là cái tử vi của huấn luyện viên Philippe Tuzier như nào, nhưng mà mình không tìm được. Đấy, nếu nếu mà các bạn mà biết chỗ nào mà nó gọi là nhiều cái sách liên quan đến tử vi ấy thì các bạn có thể tư vấn cho mình các bạn ạ. Mình thực ra là mình đang rất muốn xem là tử vi, bởi vì mình cũng có một chút tâm linh ở đây để xem là cái vấn đề tử vi như nào. Thậm chí là hôm nay nhá, mình có bảo mấy cả anh em ekip của mình là ra sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tìm những cái quả bóng bê tông ngày xưa ấy. Các bạn có nhớ năm 2018 không? Là có cái quả bóng bê tông ngày xưa ấy, xong đó các xiềng xích các thứ ấy, xong có một cái ông thầy là ông ấy bảo là bây giờ phải bỏ hết quả bóng ấy đi thì đội tuyển Việt Nam chúng ta mới giành chiến thắng được. Thì đúng là như thế thật. Khi mà bỏ hết quả bóng ấy đi, bởi vì cái sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là được xây xây dựng vào cái năm 2003 phục vụ cho SEA Games. Đấy, thì lúc đấy là được xây dựng và chuẩn bị, thì lúc đấy từ đấy đến bây giờ thì các bạn thấy là chệch chật rất nhiều trận đấu, rất khó khăn. Nhưng mà kể từ khi mà bỏ những quả bóng, bỏ xiềng xích đi thì chúng ta thắng thông một mặt rất nhiều trận đấu quan trọng. Thế cho nên là mình đang chờ đợi xem là với một cái việc mà chúng ta đã có một cái gọi là tâm linh tốt như thế rồi thì liệu có cứu được cái gọi là sự rất hơi xấu, hơi tệ một chút của huấn luyện viên Philippe Tuzier không? Thế thì hôm nay thì tìm thì không còn cái mấy cái bọc quả bóng ấy đâu nữa. Ở ở khu vực mà vứt mấy quả bóng đấy đi bây giờ đã được xây lên một cái tòa nhà rồi. Cho nên là không biết mấy quả bóng ấy trôi đâu. Miễn sao nó không còn gọi là kìm hãm sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nữa thì mình nghĩ là được. Đó. Ok. Bây giờ thì tự nhiên nghe tiếng nhạc quá lớn, mình muốn tắt ngay mặc dù mình từng theo dõi kênh Thế Trần. Từ hồi Thế Trần bị Covid, tại sao có tiếng nhạc các bạn nhỉ? Đấy là cái tiếng hình hiệu mình vào mà. Không biết là anh ấy nói cái gì. Bởi vì hình hiệu vào thì mình muốn bật cho anh em chờ một chút thì mình bật cái hình hiệu để anh em vào thôi, chứ không vào phát không thể nào mà gặp nhau luôn được. Bấm một phát livestream thì chúng ta phải có một chút gọi là chào hỏi qua qua gọi là intro, gọi là người ta gọi là intro. Rồi. Chả làm gì chờ mỗi Tết Trần lên sóng. Cảm ơn bạn Phùn Vũ Văn nhé bạn nhá. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau một chút quan điểm. Bây giờ đầu tiên là có một thông tin liên quan đến gần một nửa đội hình Indonesia có nguy cơ là bị ốm các bạn ạ. Đây là một cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là rất mới. Đấy, nhưng mà tôi cũng e rằng sợ nhất là bên Indonesia người ta tung ra những cái tin tin đồn thất thiệt. Thế cho nên tôi vẫn đọc nhưng anh em vẫn có thể là và là gọi là lựa chọn để anh em tin hay không. Ví dụ đây, Indonesia nguy cơ vắng tới gần một nửa đội hình cho trận gặp Việt Nam. Trường hợp của Sandy Wats chắc chắn sẽ nghỉ vì đủ thẻ phạt. 13 gương mặt còn lại đang trong tình trạng hoặc chấn thương hoặc bị ốm sốt. Ví dụ như Rafael Struick, Justin Hubner, Adnan Pratama, Rido Rizky, Edo, Fabian Shah, Nedeo, Agawinata, Dimas, Raja, Clock, ấy, Em Riady, Ivan Jenner, Shane Patinama, Ekan Bagot và Jordi Amat, và đã triệu tập bổ sung các cầu thủ đi Hà Nội nhưng chỉ có được 3 cầu thủ xác nhận tham gia, đó là Enando Ari, Ferrari và Irianto. Tức là hiện tại là về mặt nhân sự của phía Indonesia là theo những cái nguồn thông tin khác nhau là họ đang gặp vấn đề. Thì thực ra cái điều này chúng ta để kiểm chứng ấy, chúng ta cần phải gọi là đến ngày mai chúng ta có mặt tại buổi họp báo này, sau đấy là chúng ta có mặt tại cái buổi tập này, chúng ta mới có thể xác thực được. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Đấy thì chúng ta hãy chờ đợi xem là đến buổi ngày mai như nào.
Thế còn bây giờ thì mình sẽ đọc qua một cái bảng danh sách mà mình cũng đã tổng hợp đây rồi. Đây là cái bảng danh sách mà như các bạn đã biết thì là đội tuyển Việt Nam của chúng ta hiện tại là đang có 28 cầu thủ tập luyện và gọi là 23 cầu thủ sẽ được đăng ký thi đấu trước thời điểm diễn ra trận đấu gặp Indo trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thì như các bạn đã thấy là huấn luyện viên Philippe Tuzi là đăng ký 23 cầu thủ trong trận đấu gặp Indo tại sân Bukarno rồi đúng không? Ở trong đấy thì ông loại đi một số các trường hợp như tiền đạo Văn Tùng này, rồi là Khuất Văn Khang này, đúng không? Thành Trung, Thanh Bình này, đúng không? Thì chúng ta thấy là rất là nhiều những cái dấu hỏi tại sao lại không có Thành Trung, tại sao lại không có Thanh Bình. Thế thì trận này Khuất Văn Khang trở lại thì tôi xin được dự đoán 23 cầu thủ trước nhá các bạn nhá. Đây thì các bạn có thể đưa ra một số vote đi. Theo các bạn ai là những cầu thủ bị loại? Tức là chúng ta vẫn phải loại đi 5 người. Đấy, đây. Tôi sẽ đưa ra một cái vote là theo các bạn. Theo bạn đi. Đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Dê đi. Huấn luyện viên Chu Dê loại 5 cầu thủ nào? Ok. Đấy, ví dụ như thì tôi viết cái này cũng khó nhỉ. 5 cầu thủ nào? Ví dụ như tôi viết hết, tôi viết một số trường hợp khá là khả năng cao nhá. Ví dụ trường hợp của Văn Tùng này là một, trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng. Tôi viết một số các trường hợp để cho anh em lựa chọn xem là các bạn lựa chọn cầu thủ nào nhiều. À, thì sẽ có 5 người được lựa chọn nhiều nhất. Rồi Nhâm Mạnh Dũng này, rồi là Khuất Văn Khang này. À, rồi là trường hợp của Ai Ngọc Sơn cũng là một trong những trường hợp mà có thể sẽ lựa chọn. Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Ngọc Sơn. Ôi ở đây thì chúng ta chỉ được 4 lựa chọn thôi. Rồi, okay, tôi cứ đưa vote cho các bạn. Nếu như các bạn không phải lĩnh lựa chọn này, tôi sẽ tạo một cái vote khác. Còn cá nhân tôi thì tôi sẽ lựa chọn những cầu thủ như sau để không ở trong cái danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu. Đó là tôi lựa chọn cầu thủ Văn Tùng là tiền đạo cắm. Đấy thì hiện tại các anh em đã lựa chọn rồi. Thứ hai là cầu thủ Ngọc Sơn. Ngọc Sơn thì là một cầu thủ tân binh và tôi nghĩ rằng là cái thời gian để Ngọc Sơn gọi là thích nghi với đội tuyển Việt Nam nó vẫn chưa nhiều. Tôi nghĩ rằng số 4 trung vệ và hai cầu thủ đấy là 6 trung vệ. Chúng ta cần phải có đầy đủ 6 trung vệ. Các bạn ạ, trận vừa rồi gặp Indo thì chúng ta đang chỉ có 4 trung vệ bao gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài và Lê Ngọc Bảo, và chính vì thế nên là lúc thay người chúng ta rất bí, không có một ai để lót vào hàng trung vệ, có đúng là Lê Ngọc Bảo đá vị trí trung vệ lệch trái. Thành ra là hơi hơi bí. Thì tôi nghĩ rằng lúc này là lúc mà một số cầu thủ đấy phải trở lại. Đương nhiên là lúc này thì chúng ta chưa nói trước được một một điều gì cả và chúng ta cần phải chờ đợi. Thì tôi đang lựa chọn Văn Tùng là trường hợp đầu tiên, sau đấy là trường hợp của Ngọc Sơn là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba tôi lựa chọn là trường hợp của cầu thủ Văn Luân. Văn Luân sẽ ở ngoài. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư tôi lựa chọn là sẽ là trường hợp của Triệu Việt Hưng. Triệu Việt Hưng tôi sẽ không lựa chọn bởi vì tôi nghĩ rằng cánh trái lúc này thì sẽ là trường hợp của Văn Thanh. Áng ngữ Minh Trọng sẽ dự bị cho Văn Thanh cơ. Tí nữa thì tôi sẽ tung ra cái đội hình mà tôi cho là 11 cầu thủ sẽ đá chính cho trận đấu gặp Indonesia. Xin được phép dự đoán trước 2 ngày để cho chúng ta cùng có những cái chia sẻ quan điểm. Đó thì các bạn bây giờ cũng có thể lựa chọn nhá. Và cái đội hình mà tôi lựa chọn sẽ là đội hình thi đấu với sơ đồ là 3 3 5 2, 3 5 2. Đó, đó là cái quan điểm của cá nhân. Tí nữa chúng ta sẽ nói sâu hơn về đội hình. Thế còn bây giờ thì ngày hôm nay tôi thấy có một cái quan điểm của một bạn này, nó anh này tên là Hoàng Mạnh Linh. Anh ấy có chia sẻ những cái câu chuyện cả ngày hôm nay, anh ấy có lẽ là rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam các bạn ạ. Anh ấy chia sẻ cho tôi về hai câu chuyện liên quan đến một cái cầu thủ đã từng được huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt ở đội tuyển Nam Phi, đó là McFish và nhà vô địch thế giới là Lisa Lazu. Đấy thì mình xin đọc 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 nguyên cái phần chat của anh Hoàng Mạnh Linh này trên trên cái phần chat Facebook cá nhân cho mình. Anh ấy có nói như sau: đây là hai cầu thủ ngôi sao, đội trưởng đội tuyển Nam Phi McFish và nhà vô địch thế giới của đội tuyển Pháp là Lisa Razou, những người đã làm việc và chứng kiến sự gàn dở của huấn luyện viên Troussier. Ngoài ra là liên đoàn bóng đá Maroc họ cũng sa thải ông Troussier chỉ sau 2 tháng vì lý do là không cùng quan điểm và phương pháp làm việc. Lý do họ đưa ra là ông này không xuất hiện trong buổi công bố tập trung đội tuyển quốc gia. Tại Trung Quốc, ông ấy cũng đã có mâu thuẫn với cả cổ động viên của Quảng Châu, suýt dẫn tới ẩu đả, dẫn dắt Thâm Quyến Ruby thì xuống hạng chỉ sau 1 năm. Và sau trận giao hữu Trung Quốc thua 1 năm trước Thái Lan năm 2015, ông này muốn nhăm nhe ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng của ông
Camacho, người Tây Ban Nha, nhưng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không chấp nhận vì những thành tích của ông với những đội bóng trước là với bóng trong nước là không thuyết phục. Đó, đó là một số những cái chia sẻ mà tôi sẽ đọc cụ thể về ông Thu Dê cho mọi người nghe về của anh Hoàng Mạnh Linh. Thực ra là cái điều này thì mình cũng đã đọc đọc rồi, tuy nhiên là ở đây thì anh này anh nhắc lại và khiến cho mình cảm thấy nhớ hơn và để muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu là thực ra ấy CV thì đương nhiên sẽ có người hay, sẽ có người đẹp, có người không đẹp. Tuy nhiên những cái gì mà nó đã gọi là thành những cái câu chuyện lặp đi lặp lại ở nhiều cái nơi mà người ta từng làm ấy thì có lẽ nó sẽ trở thành luôn kiểu một cái tính cách rồi. Nó rất khó để có thể thay đổi. Ví dụ như sự gàn dở này, sự bảo thủ này, rồi thích đối đầu với truyền thông này, thích đối đầu với cả cổ động viên này. Đó là những thứ mà thường xuyên chúng ta được nghe trong quá khứ về vị huấn luyện viên này. Thành ra là khi nếu như chúng ta mà bây giờ chúng ta biết được những cái điều này từ trước ấy thì có lẽ là chúng ta không quá bất ngờ và chúng ta phải gọi là làm quen với điều này từ trước. Nhưng rất tiếc là điều này không được rộng rãi để truyền bá. Thành ra là khi bây giờ nó mới vỡ lở ra thì đọc lại những cái điều này thì chúng ta cảm thấy nó hơi muộn vì đã ký hợp đồng với nhau rồi đúng không? Nhưng thôi, tôi đọc như thế để các bạn biết được là một phần câu chuyện, một phần quá khứ và một phần những gì mà được coi là xấu xí của vị huấn luyện viên này và chúng ta đang hướng đến một trận đấu. Thì với góc quan điểm cá nhân thì các bạn cũng có thể đưa ra những cái dự đoán, còn cá nhân mình thì cũng sẽ đưa ra những cái chia sẻ. Và trước khi đưa ra những cái đội hình mà mình cho là sẽ là 11 cầu thủ mình cho là tốt nhất để gặp Indonesia thì mình sẽ đọc một số những cái comment của mọi người đã nhá. Chuyến này Việt Nam mà thua, test trần lên sóng nữa, chả ai coi, nên phải làm sau có những cầu thủ có kinh nghiệm để đánh bại Indonesia. Thực ra thì mình cũng 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 chia sẻ như này, với cá nhân mình là một cái người làm truyền thông ấy thì mình cũng rất là buồn khi mà đội tuyển Việt Nam thua. Và đương nhiên là khi mà thua thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ quay lưng rất là nhiều và công việc cũng sẽ ảnh hưởng, không có view rồi mọi thứ sẽ không được tốt. Đấy là một điều mình rất là buồn, chứ chẳng ai người ta muốn thua cả, bản thân mình không muốn thua luôn. Thế thì hy vọng rằng là có một chiến thắng đúng không? Rồi, đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam đây, có một bạn đã chia sẻ đây, bạn Lê Công Phát đã chia sẻ là đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam là Philip Nguyễn này, Thanh Bình, Việt Anh, Thành Trung, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh, Quang Hải, Văn Toàn. Rồi, một quan điểm. Đó là một quan điểm. Vậy chúng ta hãy cùng chia sẻ về cái quan điểm xem là các bạn nghĩ rằng ai sẽ là những người sẽ ra sân nhá. Đấy. Bạn Tiên Thùy có đoán đội hình 3-4-3. Philip, Thành Trung, Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Tiến Linh, Văn Toàn, Quang Hải. 100% là thắng, không cần huấn luyện viên. Rất hay. Đấy, rất thú vị đúng không? Chúng ta đang có những cái nhau những cái đội hình của mỗi người. Đấy, đội hình đội tuyển Việt Nam đây, bạn là Xuân Thoi có nói về đội hình đội tuyển Việt Nam cái gì đây, thủ môn Văn Việt, Tuấn Dương, Việt Anh, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, sao lại Tuấn Dương nhỉ, mình chưa hiểu Tuấn Dương là ai luôn đấy. À, Giáp Tuấn Dương á, Tuấn Dương hình như là không không còn trong danh sách nữa rồi các bạn ạ. Giáp Tuấn Dương bị loại rồi đấy, thì đội hình này có lẽ là không không hợp lý. Việt Anh, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Thái Sơn, Tiến Anh, Minh Trọng, Đình Bắc, Văn Tùng, Việt Hưng. Tỷ số Việt Nam 0-5. Đùa. Anh em tích cực một chút đi. Rồi. Đội hình thi đấu của bạn Nam Vũ đây. Nguyễn Philip, Tuấn Tài, Ngọc Bảo, Minh Trọng, Văn Khang, Thái Sơn, Thành Long, Văn Luân, Đình Bắc, Văn Tùng, Mạnh Dũng. Một quan điểm. Rồi. Chúng ta đang có được những cái chia sẻ của rất nhiều các bạn về đội hình xuất phát. Xin chào bạn Gà Rô, hôm nay thì thấy có bạn Gà Rô ở trong cái gọi là phần gọi là gì nhỉ? Từ từ nhá. Tôi chuẩn lại chỉnh lại cái trò chuyện trực tiếp đã. Như vậy là có 51% chọn Văn Tùng cơ. Nhiều nhỉ? Đấy. Anh em chọn đội hình xuất phát đi nhá. Tôi chuẩn bị đọc đội hình xuất phát của tôi đây. Có bạn Chuột Chim có chia sẻ đội hình xuất phát như sau. Bạn Chuột Chim nói rằng là có bạn thủ môn Nguyễn Philip này, Thành Trung, ấy, Việt Anh, Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Xuân Mạnh, Hùng Dũng,
Thái Sơn, Quang Hải, Tiến Linh, Đình Bắc. Như vậy bạn này còn không cho Hoàng Hoàng Đức vào luôn. Ồ, cũng cũng là một quan điểm. Bạn Kudono chia sẻ về đội hình như sau là Philip, Thành Trung, Việt Anh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Thái Sơn, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh. Một đội hình cũng rất hay. Ok, thì đây là quan điểm của mình nhá. Mình sẽ chia sẻ cái góc quan điểm của mình. Đội hình của mình lựa chọn là đây. Xin mời các bạn hãy cùng xem đội hình của mình lựa chọn. Đây, đội hình của mình lựa chọn đây. Thủ môn là Nguyễn Philip, hậu vệ cánh trung vệ lệch trái là Bùi Tiến Dũng, trung vệ trung tâm là Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ lệch phải là Hồ Tấn Tài. Đấy, hậu vệ cánh trái là Vũ Văn Thanh, hậu vệ cánh phải Phạm Xuân Mạnh. Hai tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Hùng Dũng. Tiền vệ đá trên cao một chút và cũng coi như một tiền đạo cánh nếu như cần, đó là Quang Hải. Hai tiền đạo của chúng ta là Văn Toàn và Tiến Linh. Thứ nhất, chúng ta nói về từng vị trí. Đầu tiên là chúng ta nói về vị trí thủ môn. Tôi nghĩ rằng là không khó để lựa chọn rồi. Nguyễn Philip là một thủ môn dày dặn kinh nghiệm rồi. Và đặc biệt là tôi nghĩ đẳng cấp không phải bàn nữa. Có một cái điều hơi đen cho Nguyễn Philip, đó chính là từ khi lên đội tuyển, bắt trận này trận thứ tư đúng không? Ba trận đấu tại Asian Cup và trận thua vừa rồi tại Bungkakno là trận thứ tư, là bốn trận đấu phải vào lưới nhận bóng và không có một trận nào có kết quả hòa được. Có một cái điều tôi nghĩ rằng rất đáng buồn cho thủ môn mà rất nhiều người kỳ vọng là lên tuyển, một thủ môn Việt Kiều. Thứ hai là tôi nghĩ rằng các trung vệ thì như các bạn thấy thì huấn luyện viên Philippe Thuzier thường xuyên lựa chọn là, tôi xin nói về vị trí trung vệ lệch trái trước nhá, thì thường xuyên lựa chọn Phan Tuấn Tài. Thực ra tôi phải nói thật với các bạn là góc nhìn của tôi rất quý mến Phan Tuấn Tài. Tôi nghĩ Phan Tuấn Tài là một cầu thủ trẻ có tiềm năng và thực sự là một cái tài năng của bóng đá Việt Nam. Nhưng vị trí trung vệ lệch trái nó không phù hợp với Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài là một cầu thủ được xuất thân từ vị trí hậu vệ cánh. Tôi nghĩ rằng nếu như mà để Phan Tuấn Tài đá vị trí hậu vệ cánh trái, nó rất phù hợp, nó phù hợp hơn rất nhiều so với vị trung vệ lệch trái. Vì thực ra là tôi hiểu là huấn luyện viên Philippe Thuzier là tư duy là muốn phát triển bóng từ phần sân nhà, muốn các trung vệ phải có khả năng chơi chân tốt. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là trước khi chúng ta nghĩ được đến cái việc mà chúng ta triển khai bóng, phát động tấn công rồi nọ kia ấy, thì chúng ta phải hiểu một điều rằng ở vị trí này ấy, là chúng ta sẽ phải đối đầu với rất nhiều những cái bài toán tấn công của đối thủ. Và một cái người thuần trung vệ thì người ta sẽ hiểu được cách phòng trống nó hiệu quả. Chứ bởi vì là các bạn thấy là, nói đúng ra là các bàn thua của đội tuyển Việt Nam ấy, từ lúc mà Phan Tuấn Tài đứng ở vị trí này nó đến, mà người ta xem băng ấy, người ta thấy là vị trí này rất yếu. Nếu như các bạn mà xem kỹ các cái băng ghi hình còn lại gọi là nghiên cứu ấy, thì các bạn sẽ thấy là vị trí của Phan Tuấn Tài là vị trí mà thường xuyên bị các đối thủ người ta khoét vào đấy, vì người ta thừa hiểu là được là đây là vị trí yếu. Và không khó để nhận ra là khi mà lên diễn đàn thì rất nhiều những người gọi là có chuyên môn, người ta cũng đều đánh giá là vị trí này là vị trí có vấn đề và cần phải chỉnh lại một số những vị trí như thế. Tôi nhớ là anh huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã lên đài truyền hình Việt Nam để chia sẻ là sau hiệp 1 của trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indo tại Bungkakno ấy, thì huấn luyện viên Philip Chuje cần phải điều chỉnh vị trí của Minh Trọng và vị trí của Phan Tấn Tài. Và không khi không điều chỉnh thì rõ ràng là bị dẫn đến cái gọi là bàn thua, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng tại sao tôi lại lựa chọn Bùi Tiến Dũng? Một là Bùi Tiến Dũng là cầu thủ có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm. Thứ hai là Bùi Tiến Dũng là cầu thủ đã từng chơi trung vệ lệch trái rất nhiều năm tháng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo rồi. Tôi chưa hiểu tại sao mà huấn luyện viên Philippe Thuzier không không sử dụng Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là người một trong ba trung vệ, một trong bốn trung vệ nòng cốt của đội tuyển Việt Nam, giúp cho chúng ta giành được ngôi vô địch AFF Cup 2018, vào được đến tứ kết ASEAN và vòng 1/8 Asian Cup. Rất nhiều các cái kỳ tích mà Bùi Tiến Dũng, và đặc biệt là Bùi Tiến Dũng là người đã từng được gọi lên đội tuyển rất nhiều năm tháng. Lại còn nói chung là Bùi Tiến Dũng thì mình nghĩ rằng là nhiều người đã biết đến rồi, và kinh nghiệm là kinh nghiệm từng trải rồi. Những trận đấu này thì tôi nghĩ rằng cần phải có kinh nghiệm ở đây. Cái góc nhìn cá nhân tôi có nghĩ là Bùi Tiến Dũng nên có mặt ở đây vào thời điểm này. Một cậu cầu thủ có kinh nghiệm sẽ có mặt và sẽ giúp cho chúng ta an toàn, bình tĩnh và kiểm soát tốt ở khu vực hàng phòng ngự. Còn lại thì vị trí Bùi Hoàng Việt Anh, thực sự với các bạn nếu mà ngồi đứng ở đây thì nó phải là Quế Ngọc Hải.
Nếu như ở đây có Quế Ngọc Hải, tôi đảm bảo với các bạn luôn là hàng phòng ngự của chúng ta rất chắc chắn, rất chặt chẽ. Nhưng mà rất tiếc là cái chấn thương đã khiến cho chúng ta không có được cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam ở vị trí này ở thời điểm hiện tại. Đó là điều mà rất đáng tiếc. Cho nên là Bùi Hoàng Việt Anh đứng ở đây. Về cơ bản thì tôi nghĩ rằng Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên về khả năng chỉ huy thì nó gặp một chút những cái gọi là hơi hơi chưa được mạnh. Đây không phải là điểm điểm mạnh của Bùi Hoàng Việt Anh. Như tôi đã nói, Bùi Hoàng Việt Anh là một cầu thủ mà có năng lực tốt. Tuy nhiên là ở cái vị trí này ấy, cần nhất một cái điều gọi là chỉ huy các bạn ạ. Cái điều chỉ huy nó rất là quan trọng. Các bạn còn nhớ ngày xưa Đình Trọng đứng ở đây. Mặc dù Đình Trọng không phải là một người có thể hình tốt, nhưng mà cái khả năng chỉ huy bao quát, nhắc ai lên, nhắc ai về, nó đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự thành công với cái sơ đồ ba trung vệ. Từ Thường Châu cho đến AFF Cup, rồi là tôi nhớ là hình như sau sau AFF Cup là Đình Trọng bắt đầu có dấu hiệu của chấn thương, bị vỡ một cái miếng xương ở chân. Và từ đó trở đi là rất là một cú trượt rất là dài, khiến cho Đình Trọng rất khó có thể trở lại đỉnh cao. Và rất tiếc là khi không có Đình Trọng thì chúng ta đã phải vá Quế Ngọc Hải vào đây. May là Quế Ngọc Hải cũng là một trung vệ đẳng cấp. Và từ khi Quế Ngọc Hải gặp chấn thương thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái vấn đề. Mặc dù Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ thi đấu rất là tốt, rất là hay. Nhưng mà đấy, như tôi nói thì khả năng chỉ huy cũng đang cần phải học hỏi thêm rất là nhiều. Tiếp theo ở vị trí trung vệ lệch phải. Thực ra tôi nếu mà được lựa chọn tôi sẽ chọn Thành Trung ở đây. Nhưng mà tôi sợ rằng là Thành Trung ông Chu Diê ông ấy lại cất cất trên băng ghế gọi là bị loại lắm. Bởi vì tôi có cảm giác là huấn luyện viên Philippe Chu Diê không thích Thành Trung, và ông ấy cảm thấy là không phù hợp. Bởi vì thực ra kiểu kiểu chơi của Thành Trung là kiểu chơi nói đúng ra là rất lan xả, rất quyết liệt, máu lửa, tinh quái. Đấy là một điều điều mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều trung vệ Việt Nam người ta có. Nhưng mà Thành Trung có một cái điều mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một điều đặc biệt, đó là khả năng lên tấn công và có thể ghi bàn khi cần. Các bạn còn nhớ ngày trước khi mà câu lạc bộ Hà Nội FC ngoại binh gặp nhiều vấn đề ấy, thì Thành Trung chính là cái người lên cao tấn công và giải quyết rất nhiều những cái phương án liên quan đến ghi bàn, đúng không? Đấy thì Phan thì thực ra Hồ Tấn Tài cũng là một cầu thủ tương đối giống. Nhưng mà tại sao tôi lại lựa chọn Hồ Tấn Tài ở đây? Vì tôi nghĩ trận đấu này là trận đấu chúng ta cần bàn thắng, và Hồ Tấn Tài phải có mặt luôn để giải quyết những bài toán tấn công. Hồ Tấn Tài là một cầu thủ có khả năng lên cánh được nữa, và đã từng chơi ở vị trí trung vệ rồi, lệch phải rồi. Tôi lựa chọn Hồ Tấn Tài ở đây vì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tấn công ngay từ những phút đầu tiên các bạn ạ. Phải tấn công ngay từ những phút đầu tiên với một cái điều kiện sân nhà và không còn gì để mất nữa. Chúng ta hòa là gần như chúng ta cũng mất cơ hội đi tiếp rồi. Thế cho nên là chúng ta phải phủ đầu, phải tấn công. Thế tôi lựa chọn Hồ Tấn Tài ở đây. Cầu thủ Hồ Tấn Tài khi có mặt thì các bạn hình dung là đội hình nó sẽ di chuyển theo cái kiểu ở đây. Tôi sẽ chỉnh luôn cho các bạn. Khi mà Hồ Tấn Tài lên nhá thì tôi sẽ đoán là nó sẽ di chuyển theo kiểu như này. Đây, từ từ nhá anh em nhá. Thì Xuân Mạnh sẽ dâng cao được trước chút như này. Tôi cho nhỏ cái màn hình của tôi đi một chút. Đây thì Văn Toàn sẽ nhô cao đá cánh bên này. Tiến Linh đá cắm vào đây. Đấy, Xuân Mạnh nhô cao tận đây. Quang Hải đứng ở đây. Thứ nhất tôi đang chỉnh các bạn chưa nhìn thấy đâu. Khi tôi chỉnh xong tôi bấm thì các bạn mới sẽ nhìn thấy. Xuân Mạnh sẽ lên tận tận đây này. Đấy, Hồ Tấn Tài sẽ lên như một hậu vệ cánh ở đây. Đấy, thì hai trung vệ chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ như này. Đấy, em điều chuyển tí hơi 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 thủ công tí anh em thông cảm. Bây giờ đang cố gắng tìm cái công nghệ nào mà mình nói phát nó hiểu luôn mới là sướng. Đấy, thì đây, tôi đoán nó sẽ kiểu như này. Đấy, tôi đoán là khi mà Hồ Tấn Tài mà chúng ta tham gia tấn công ấy, thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có Hồ Tấn Tài lên dâng cao ở vị trí hậu vệ cánh phải này, Xuân Mạnh lên như một tiền đạo cánh. Đấy, thậm chí là Xuân Mạnh và Vy Văn Thanh hoàn toàn có thể hoán vị trí với nhau. Tức là ở đây chúng ta hoàn toàn có thể đủ con người để phòng ngự và cũng đủ người để tấn công. Đấy. Đấy là tôi dự đoán như thế. Được chưa? Và thứ hai là tiếp theo ấy là tôi dự đoán cái vị trí hậu vệ cánh phải là vị trí của Xuân Mạnh. Thực ra Xuân Mạnh trận đấu Indo vừa rồi là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất. Chạy nhiều nhất, lên công về thủ rất tuyệt vời. Và tôi đoán là Xuân Mạnh vẫn sẽ là áng ngữ hậu vệ cánh phải thôi. Không khác được. Không không hề khó hiểu. Thực ra tôi thích Xuân Mạnh từ rất lâu rồi. Nhưng mà cái thời mà
Xuân Mạnh cũng đang rất là hay. Thì lúc đấy chúng ta có Trọng Hoàng cũng là một cầu thủ quá hay, người ta gọi là Hoàng Bò mà. Thế thì lúc đấy thì Xuân Mạnh không cạnh tranh được vị trí, thậm chí chúng ta lúc đấy Văn Thanh cũng đang rất hay, Hồ Tuấn Tài cũng rất hay nữa, nên là hậu vệ cánh phải lúc đấy thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt thì rất đông cầu thủ. Thế thành ra là bây giờ khi mà một số cầu thủ đang có dấu hiệu xuống phong độ thì Xuân Mạnh cũng được gọi lên, và Xuân Mạnh đã chứng minh được năng lực của mình. Và cái điều mà thiếu của Xuân Mạnh là những trận thắng thôi. Xuân Mạnh thì đóng góp từ Asian Cup 3 trận đấu liên tiếp rồi. Đây trận đấu thứ tư mà Xuân Mạnh thi đấu trong màu áo của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier được đá chính. Tiếp theo là vị trí của Văn Thanh ở vị trí hành lang cánh trái. Tôi không chọn Minh Trọng thì tôi cũng giải thích các bạn dễ hiểu thôi. Minh Trọng là một cầu thủ trẻ, tấn công tốt, phòng ngự cũng không đến nỗi nào, nhưng mà với một cái điều kiện là phải có kinh nghiệm cho trận đấu gặp Indo thì tôi lựa chọn Văn Thanh. Văn Thanh cũng đã từng thi đấu vị trí hậu vệ cánh trái ở rất nhiều các cái thời điểm rồi, kể cả Hoàng Anh Gia Lai, kể cả đội tuyển Việt Nam thì Văn Thanh cũng đã từng thi đấu. Và đặc biệt là Văn Thanh cả Tiến Dũng đều chơi gọi là với nhau từ đội tuyển cho đến là thời U19 Việt Nam cũng đã hiểu nhau. Tiến Dũng cũng đã từng đến Gia Lai để thi đấu, và đây là những cầu thủ rất hiểu nhau. Tôi nghĩ rằng đây là một cái bộ khung mà nhìn thì nói thật là cũng hơi nhắc lại một chút, nhưng mà toàn những cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Bắc, đúng không? Đây là những cái cầu thủ gần như là toàn những cầu thủ dưới thời ông Bắc thôi, những cầu thủ kinh nghiệm, những cầu thủ xương máu và đã có kinh nghiệm trận mạc rất là nhiều rồi, và chính vì thế mà tôi lựa chọn toàn những cầu thủ có kinh nghiệm vào đây. Đấy. Vấn đề là huấn luyện viên Philippe Troussier có chọn hay không thôi. Thì Văn Thanh thì chơi được cả chân trái, chơi cả chân phải, đương nhiên chân phải vẫn là chân thuận của Văn Thanh. Với Văn Thanh có mặt ở đây thì hoàn toàn chúng ta có thêm được một mũi nhọn tấn công, và phòng ngự thì chúng ta kinh nghiệm của Văn Thanh cũng là điều rất tuyệt vời. Và đấy thì khi mà chúng ta dâng lên tấn công thì đương nhiên hai tiền vệ tôi chọn không có Thái Sơn, bởi vì Thái Sơn là người thu hồi bóng. Tôi nghĩ vị trí mà thu hồi bóng trận đấu tới sẽ dành cho Hoàng Đức. Hoàng Đức sẽ là một cầu thủ có thể thu hồi bóng, có thể đảo vị trí với cả Hùng Dũng. Đương nhiên đây không phải là thế mạnh của Hoàng Đức. Tuy nhiên ở một thế trận mà chúng ta cần tấn công, cần có những cái gọi là nhiều cầu thủ tấn công tham gia vào tấn công, thì đây là một cái nhóm các cầu thủ mà có thể bọc lót được cho nhau. Dẫu thế mạnh của họ không phải là thu hồi bóng, không phải là gọi là va chạm, không phải là gọi là innova nhau, nhưng đây là những cầu thủ kinh nghiệm. Tôi đoán, tôi biết được là họ có thể hiểu là làm cái gì để có thể lấy được quả bóng, và quan trọng nhất là đầy đủ cầu thủ để có thể gây áp lực lên phần sân của đối phương. Trận đấu vừa rồi tại Bukhano chúng ta có mỗi hai cú sút mà không có một cái cú sút nào trúng đích, thì chúng ta phải nhìn nhận ngay ra vấn đề và phải thay đổi ngay. Tôi nghĩ Hoàng Đức và Hùng Dũng sẽ là á ngữ ở trước mặt của ba trung vệ đó. Và với Hùng Dũng, với một cái kinh nghiệm và với một cái sân nhà, tôi nghĩ Hùng Dũng cũng đang có dấu hiệu trở lại, thì tôi nghĩ rằng nếu như thực sự mà đặt vào đúng vị trí, Hùng Dũng sẽ chơi rất là tốt. Bên cạnh Hùng Dũng còn có Quang Hải nữa, chơi nhô cao hơn một chút. Và nếu như mà gọi là đẹp và hợp thì chúng ta sẽ thấy được cái cặp đôi này nó sẽ tái hiện rất nhiều phần nào về câu bộ Hà Nội FC, cặp đôi Hùng Dũng và Quang Hải. Và Quang Hải thì cũng hoàn toàn có thể lùi xuống để lót cho Hoàng Đức khi nhưng dâng cao, với Quang Hải cũng đã từng thi đấu ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng và chơi cũng không 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 hề tệ. Tức là cái sự hoán đổi của ba tiền vệ này nó phải là liên tục, nó phải là liên tục cho nhau để làm sao mà họ gọi là có thể đẩy gọi là chám được vị trí của nhau được. Ví dụ Hoàng Đức có thể lên đây này, Quang Hải có thể lùi xuống đây để có thể lấy bóng. Đấy, tôi đang chỉnh tay. Đấy, kiểu kiểu này. Hoàng Đức đây. Đúng không? Thì các bạn thấy là đội hình nó có thể luân chuyển cho nhau rất là đều đặn. Thậm chí là chúng ta có thể có một cầu thủ đứng ở phía dưới cùng thôi là Hùng Dũng, sau đấy thì cả Hoàng Đức, tức là khi cần ấy, các bạn phải hiểu là khi mà cần ấy nó là phải chơi tất tay, nó phải như này này. Đây, nó phải như này này. Đấy, nó phải là kiểu như này. Hùng Dũng chỉ đứng trước mặt của hai 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 hậu vệ thôi, sau đấy là cả Hoàng Đức lẫn cả Quang Hải đều đứng ở sau hàng tiền đạo. Các bạn nhìn đi, các bạn cứ nhìn đi thì các bạn cả sẽ cảm thấy là hàng tấn công của chúng ta nó có lực hơn một chút, đúng không? Chưa kể ví dụ bên cánh phải là tôi thay ở đây, tôi thay gọi là Xuân Mạnh bằng Đình Bắc, xem các bạn đoán xem nó có thực sự là đông đảo không. Đây nhá, tôi sẽ cho Đình Bắc vào, tôi cho Đình Bắc vào một chút thì các bạn sẽ hình dung được là một cái hàng tiền đạo nó phải dày dặn như thế này chứ. Đây, tôi cho Đình Bắc vào vị trí của Xuân Mạnh thì nó sẽ rất là đầy đặn. Đây, tôi cho vào đây, các bạn nhìn đi, đúng không?
nó phải đông tiền đạo như này chứ, đông tiền vệ tấn công như này chứ. Còn đương nhiên khi mà chúng ta đã xác định là chơi như thế này thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là hàng phòng ngự chúng ta nó phải hơi lỏng lẻo một chút, nhưng mà đây là cách để chúng ta có bàn thắng. Chúng ta phải nghĩ đến chuyện chúng ta có bàn thắng chứ, bây giờ chúng ta không nghĩ đến chuyện đấy thì rất là khó, đúng không? Đấy, đương nhiên là huấn luyện viên người ta sẽ nghĩ khác mình, đúng không? Rồi chúng ta đây là đây đây là bây giờ đây là cái quan điểm cá nhân của mình, thì mình muốn có bàn thắng và mình có một niềm tin là sẽ có bàn thắng. Thành ra là mình đang xếp một cái đội hình tương đối dâng cao và nhiều cầu thủ tấn công. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một số anh em một chút. Cho Tết Trần cầm tuyển sẽ đẹp đá tốt hơn. Nếu đội hình được như vậy là 100% sẽ thắng. Huấn luyện viên Tất Trần quá hay. Đấy, tôi thực sự là tôi cũng tâm huyết lắm nha các bạn. Chẳng qua là mình không phải là huấn luyện viên thôi, chứ còn tôi nghiên cứu về đội hình nhiều lắm. Hôm nào tôi phải tìm hiểu một cái gọi là cái công nghệ sắp xếp đội hình và sắp xếp chiến thuật. Đấy, rồi tôi hỏi tiếp anh em thì tôi kết thúc cái phần poll rồi đã các bạn. Kết thúc cái phần gọi là dự đoán ở cái chọn poll của các bạn đã. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái poll mới nhá. Thăm dò ý kiến mới. Từ từ ăn, tôi sẽ thăm dò một cái ý kiến mới xem là theo bạn Quang Hải có được đá chính trận tới hay không. Theo anh em có được đá chính không? Tôi thì tôi hơi lo một chút thôi, và tôi nghĩ rằng là chắc là cất trận lượt đi rồi thì bây giờ phải về phải được đá chính chứ, đúng không anh em? Như bây giờ mà lượt đi cũng cất mà lượt về cũng cất nữa thì buồn lắm. Đấy, tôi đặt ra một câu hỏi là theo các bạn là Quang Hải có được đá chính hay không? Thực ra là đây là cái góc nhìn quan điểm của mình là khi mình cần bàn thắng thôi. Nhưng mà tiền vệ phòng ngự nhá. Có bạn đang nói là nếu mà xếp đội hình như này thì không có tiền vệ phòng ngự thì dễ thua, bị Indo nó vả. Nhưng mà đây là quan điểm cá nhân mà anh em hoàn toàn có thể chia sẻ với nhau. Mình thì mình nghĩ rằng như này, sau trận đấu lượt đi chúng ta nhìn thấy được là Indonesia họ họ có những cái điểm mạnh, đặc biệt là những pha ném biên, và đặc biệt là cái gọi là cái các cầu thủ nhập tịch của họ cũng chưa rất rát. Thì thực ra xếp Thái Sơn hay xếp Lê Phạm Thành Long ở đây ấy, mình cảm thấy là đương nhiên là nó sẽ có khả năng thu hồi bóng, khả năng phân phối bóng, nhưng mình tin rằng nếu như mà không có đủ kinh nghiệm thì cũng vẫn sẽ bị áp sát và bị gọi lúng túng. Và ở đây thì mình chọn mấy cầu thủ này vì mình nghĩ rằng mấy cầu thủ này có đủ kinh nghiệm để thoát được pressing, và khi chúng ta thoát được pressing rồi thì chúng ta phải hướng mặt lên bên trên và nhìn thấy có những ai ở bên trên, thì ở bên trên chúng ta thấy phải có đông đông đảo một chút thì chúng ta mới có thể phối hợp được. Các bạn để ý trận vừa rồi xem làm gì lên được quả bóng nào tử tế, toàn là đến bóng đến chân các trung vệ lệch cánh của chúng ta nhá, xong rồi chúng ta phất lên bên trên thấy Nhâm Mạnh Dũng cô độc vãi à, xong đầu Tiến Linh cũng cô độc vãi ra, làm gì có cái cửa gì để mà tấn công, đúng không? Thế thành ra thì tôi đang nghĩ đến một cái kịch bản thôi. Đương nhiên mình thì mình không phải là tham gia nhiều vào mặt chiến thuật thì mình không thể hiểu được là làm thế nào để thoát khỏi cái pressing đấy, truyền vào góc nào rồi là phối hợp di chuyển các khoảng trống ra làm sao. Mình chỉ là người quan sát thì mình thấy được là khi mà thực sự lắp người vào đây cần phải có người nào có kinh nghiệm để gọi là tinh quái, tôi nói đúng ra phải dùng từ tinh quái để thoát ra được những cái thế gọng kìm mà bọn Indo nó gọi là nó bâu vào mình. Thì ở đây khi thoát được ra rồi thì chúng ta phải có đầy đủ những con người để có thể gọi là áp đảo đối thủ. Chứ nếu như mà chúng ta không có được cái con người đông đảo bên trên thì nó cũng không đủ để mà chúng ta tấn công ấy. Đấy. Anh nghĩ sao nếu cặp Tuấn Tài Minh Trọng vẫn được sử dụng ở trận 26 tháng 4, 26 tháng 3 chứ các bạn? Thực ra là bạn Toàn Nguyễn đang hỏi một câu mà mình nghĩ rằng nó sẽ là cái vấn đề đau đáu của nhiều người. Mình nghĩ rằng rất có thể cặp này vẫn được sử dụng. Đấy là điều phải nói thật với các bạn là đây là trường hợp rất
nhiều khả năng có thể xảy ra. Nó là điều mà đã được dự đoán từ trước. Trong buổi livestream ngày hôm qua thì mình cũng có nói về cái tính cách của huấn luyện viên Philippe Thuzier. Ông ấy là người bảo thủ và không bao giờ nhận sai. Cho nên là đây là điều mà hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như ông ấy chọn người khác và ông ấy thành công thì tức là ông ấy đã nhận sai. Và tôi nghĩ rằng không bao giờ ông này ông nhận sai. Thành ra là tôi nghĩ rằng cặp Minh Trọng và Tấn Tài vẫn ở đây. Nhưng mà thực ra phải nói thật với các bạn là những cầu thủ chúng ta mắc sai sót nó là cái nạn nhân của một cái, tôi nghĩ là đều là nạn nhân của một cái tư duy hơi sai về mặt tiếp cận trận đấu của huấn luyện viên Philippe Thuzier. Nếu như được đặt đúng vị trí, tôi khẳng định với các bạn luôn, Phan Tuấn Tài là một cầu thủ hậu vệ cánh trái rất hay, kể cả Minh Trọng nữa. Nếu mà ở một cái cấp độ trận đấu nào đó phù hợp ấy, thì Minh Trọng cũng là một cầu thủ chơi rất sáng. Nhưng mà lắp vào đây thực sự là khi mà lên trên Facebook của các em ấy, bị mình nhìn thấy các em bị chửi, mình rất là thương. Nạn nhân, các bạn là nạn nhân, không ai người ta muốn thua các bạn ạ. Cho nên đây là những nạn nhân thôi. Rất là tiếc và buồn cho các bạn ấy. Mình nghĩ Quang Hải không được đá chính mà là Thái Sơn. Thực ra khi mà Thái Sơn có mặt ở trong sân ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên đẩy Hoàng Đức lên cao, vì Thái Sơn và Hùng Dũng sẽ tạo ra một cái cặp cặp đôi ở ở trước mặt ba trung vệ rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là nên 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 làm điều đấy. Chứ bây giờ Thái Sơn cũng có mặt, xong đầu lên Phạm Thành Long cũng có mặt, lập tức chúng ta hai tiền vệ thu hồi bóng, nó đông quá, thành ra là hơi phí. Tóm lại tôi nghĩ rằng khi mà có Thái Sơn thì phải có Quang Hải, khi có lên Phạm Thành Long phải có Quang Hải, tức là mình phải có một cái người ở bên trên nữa để người ta chia lửa cùng Hoàng Đức đấy. Tức là làm cách nào thì làm phải có những người chia lửa như thế. Với các bạn biết được là cái trận đấu Indo vừa rồi ấy, Hoàng Đức thực sự là đơn độc, dù Hà Hoàng Đức hoặc là Messi vào đây nhưng mà không có cái người vệ tinh người ta chuyền bóng thì cũng không thể nào làm gì được. Mặc dù khả năng đi bóng cầm bóng của Hoàng Đức nó thật với các bạn nó là rất chắc rồi, nhưng mà không có vệ tinh, ít ra có Quang Hải chia lửa tiến gần đến Hoàng Đức để gọi là phối hợp thì cũng còn đỡ. Hay là ví dụ trong đấy còn có thêm Đình Bắc, còn có thêm Tuấn, gọi là Quang Hạ, Văn Toàn chia lửa. Còn lúc mà trong sân đoạn khoảng tầm phút phút thứ 75 ấy, tôi thấy trong sân lúc đấy là có đúng Hoàng Đức cầm bóng, sau đấy bên trên cắm Tiến Linh và bên cạnh là Văn Thanh, trong mãi về sau Xuân Mạnh lên được thì không kịp, và lúc đấy là có hai tiền vệ phòng ngự là Thái Sơn và Lê Phạm Thành Long rồi, thì lấy đâu ra người nữa đúng không? Thế thành hơi phí. À, xin chào Nguyễn Việt Hoàng nhé. Anh ơi, có hay không biết chuyện khách sạn Indonesia bị cổ động viên đốt pháo hoa không ạ? Thông tin này đầu livestream anh đã nói rồi, tức là đây là thông tin không chính xác em nhé. Thông tin không chính xác, cái việc bắn pháo hoa nó rất là xa so với cả khách sạn của đội tuyển Indonesia. Vấn đề này đã được fix và không có chuyện gì quá lớn cả các bạn. Đấy thì đấy, quay trở lại với màn livestream để anh em nhìn nhau rõ hơn. Đấy thì thực ra là chia sẻ với các bạn một chút về đội hình như thế để chúng ta thấy có những cái quan điểm. Đấy, mình thì cũng có những quan điểm của riêng mình. Các bạn có thể đưa ra những cái đội hình, nhưng mà tôi nghĩ rằng thời điểm này ai cũng mong muốn Quang Hải sẽ vào sân đá chính. Sau đó là Tiến Linh đá cắm, rồi Văn Toàn vào đi, Đình Bắc bên cạnh, tức là chơi ba tiền đạo luôn, đúng không? Chơi ba tiền đạo cho xanh chín. Sau đấy là Quang Hải đứng ngay phía sau, rồi là hai tiền vệ phòng ngự của chúng ta cũng đứng phía sau. Tức là đang cần nhiều phương án để tấn công, để ghi bàn. Tôi sợ nhất là đội hình y như trận đấu lượt đi thì rồi thở dài luôn đấy, là buồn là thở dài luôn đấy. Anh thấy sao, có một số nhận định cánh trái đội tuyển toàn chó cưng của thầy. Thì đấy, mình cũng đã chia sẻ rồi, cái việc chó cưng của ông Tuje là điều rất là rõ ràng rồi mà. Bây giờ cần phải có Văn Thanh hoặc Xuân Mạnh hoàn toàn có thể đá chỗ Minh Trọng được các bạn nhé. Trung vệ lệch trái có thể là Thành Trung, có thể là Bùi Tiến Dũng. Trung vệ lệch phải thì Bùi Hoàng Việt Anh cũng được, mà Thành Trung cũng được. Trung vệ trung tâm thì vẫn nên là Bùi Hoàng Việt Anh. Thế thì chúng ta không còn nhiều lựa chọn nữa các bạn. Đấy, không còn nhiều lựa chọn, thành ra là hơi khó.
Anh ơi lỡ như trận tứ lại thua thì sao? Hôm nay thì mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ càng về cái chuyện sa thải huấn luyện viên Philippe Thu Dê, thì cũng phải khẳng định với các bạn là kể cả có thua ấy thì cũng chưa chắc đã sa thải đâu. Mặc dù nó thật với các bạn, tôi đang nghĩ đến cảnh thua là tôi chán lắm luôn đấy. Tôi nghĩ cảnh thua là tôi thất vọng lắm luôn đấy, nhưng mà tôi cũng thua cũng không sa thải đâu. Vì sa thải tức là đền bù, mà đền bù không có tiền. 40 tỷ mà các bạn, lấy đâu ra tiền? Cái việc sa thải nó sẽ không xảy ra, và nó sẽ chỉ đến với cái việc chia tay nhau. Chia tay nhau nhá, nó đúng dùng từ là chia tay nhau, tức là không phải sa thải cũng không phải từ chức, mà chia tay nhau khi huấn luyện viên Philippe Thuzê không giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua được vòng loại thứ hai. Tức là gì? Tức là để làm khẳng định được điều đấy thì chúng ta phải chịu đựng nhau đến tháng 6 cơ. Tháng 6 là chúng ta sẽ còn hai trận đấu nữa, là gặp Iraq và gặp Philippines. Và về mặt lý thuyết thì kể cả thua trận đấu gặp Indo ngày 26 tới thì chúng ta sẽ thua Indo là 4 điểm. Và về mặt lý thuyết thì chúng ta vẫn còn hai trận. Đấy, nếu như mà Indonesia họ thua cả hai trận sau và chúng ta thắng cả hai trận sau ấy, thì chúng ta sẽ có được 6 điểm và vượt qua Indo xếp thứ hai. Nhưng mà các bạn nghĩ xem liệu điều đấy có xảy ra không? Đúng không? Tức là về mặt lý thuyết thì đội tuyển của chúng ta chưa chưa bị loại kể cả thua trận sau. Nhưng mà đúng không? Đấy là về mặt lý thuyết, còn thực sự là thua trận sau thì các bạn hiểu là chúng ta sẽ tạm biệt giấc mơ World Cup. Tôi nghĩ phải đến 2026 cũng ok là tạm biệt rồi, là tức là 2 năm nữa chúng ta sẽ không có World Cup, không được không đi World Cup là cái chắc rồi. Và các bạn phải hiểu là khi mà chúng ta bị loại khỏi vòng loại thứ hai thì đến cái năm 2030 ấy, chúng ta sẽ tham dự cái vòng loại World Cup 2030 với một cái vị thế rất thấp và phải bốc thăm gặp gỡ những cái đội bóng rất mạnh. Tức là 2030 các chúng ta cũng đừng nghĩ chuyện World Cup nữa. Thế cho nên là chúng ta sẽ mất khoảng tầm 6 năm. 6 năm. Và có ai dám khẳng định các bạn là sau 6 năm đấy thì bóng đá Việt Nam có quay trở lại hay không? Liệu có còn cú hích nào được như Thường Châu hay không? Hay là cũng có, đúng không? Đấy là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là rất khó để có thể trả lời. Và cái điều quan trọng nhất với người Việt Nam chúng ta, thực ra tôi cảm thấy là người Việt Nam chúng ta rất yêu bóng đá. Cái tình yêu bóng đá của chúng ta nó không thua bất cứ một cái đội bóng nào trên thế giới cả. Tôi hỏi nói thật với các bạn thế. Mỗi một người nó sẽ có một cái tình yêu kiểu thể hiện khác nhau. Nhưng mà tôi tin rằng bóng người ở Việt Nam mình ấy, rất nhiều người lấy bóng đá làm cảm hứng trong cuộc sống. Giống như Argentina hay Brazil. Ví dụ các bạn hôm ví dụ nhá, tôi có những người bạn nhé, khi mà xem một đội tuyển đá, ví dụ như mà ngày hôm sau mà thua, à ngày hôm đấy mà thua ấy, là ngày hôm sau đi làm nó chán, nó tụt mood, nó không có cảm hứng, đặc biệt là những cái người làm cái công việc mang chất nghệ thuật. Nhưng nếu như mà đội tuyển mà thắng, thắng giòn giã, tôi khẳng định các bạn luôn, ngày hôm sau đến chỗ làm nhé, mọi câu chuyện đều nói về bóng đá, mọi câu chuyện đều nói về huấn luyện viên, mọi câu chuyện đều nói về những bàn thắng. Và câu chuyện đấy nó còn lan ra, còn đến những quán bia, đến những quán nhậu, tức là nó là một cái niềm cảm hứng trong công việc rất là lớn. Và các bạn để ý cái năm 2018 khi chúng ta giành được ngôi Á quân Thường Châu ấy, thì các bạn phải hiểu được là có rất nhiều những nhà làm phim, người ta về người ta làm những cái thước phim rất đặc biệt và nó viral, nó hàng triệu view. Thậm chí là tôi nghĩ rằng chưa có một đất nước nào mà giành ngôi Á quân một giải đấu trẻ U23 mà về đến đất nước mà được cả gọi là cả một quãng đường dài như thế người ta chờ đón. Thậm chí các cầu thủ còn không cần ăn, không cần uống và nhận được tình cảm của người hâm mộ. Thực sự phải nói thật với các bạn là người Việt Nam mình ấy là yêu, gọi là yêu thì yêu mà ghét thì rất ghét. Tức là khi mà chúng ta đã sống trong cái lĩnh vực bóng đá rồi, chúng ta đã là cầu thủ rồi, chúng ta đã sống trong cái môi trường này rồi, thì chúng ta phải hiểu một điều là đá thắng thì sẽ được tung hô. Đấy là cái điều mà nó rất bình thường. Và khi thua thì chúng ta phải chấp nhận bị chỉ trích. Thực ra đấy là một điều mà rất văn minh, ở trên thế giới cũng thế thôi các bạn. Đội bóng nào cũng thế. Và nếu như các bạn mà xem một số những cái video ở một số những giải vô địch quốc gia trên thế giới ấy, các bạn phải phải hình dung là có những cái giải, có những cái câu lạc bộ người ta tủi hổ đến nỗi mà người ta tất cả các cổ động viên ấy, người ta còn phải đứng, bởi vì đấy là sự tôn trọng nhé, người ta phải đứng để nghe một hai cổ động viên người ta chửi các bạn ạ. Thực sự với các bạn là tôi rất nể các cái câu lạc bộ đấy,
người ta đứng và người ta nghe các cổ động viên người ta chửi trước mặt luôn ý. Và cái điều đấy thì ở Việt Nam mình khó làm được lắm. Thứ nhất là cái tư duy về chuyện là cầu thủ chuyên nghiệp mà nghe một người không chuyên nghiệp người ta nói là đã khó lọt tai rồi. Thứ hai là những ngôi sao liệu có sẵn sàng đứng đấy để nghe mắng, nghe chửi hay không? Đấy thì nó là rất nhiều vấn đề. Thì nhưng có điều ở chỗ là không nhất thiết chúng ta phải làm như thế, không nhất thiết chúng ta phải kiểu như là cả một tập thể đứng ra để nghe một một hai người người ta chửi. Mà cái điều chúng ta cần làm đó là làm sao đá thật là tốt. Người Việt Nam mình rất dễ tính, không cần gì quá nhiều, một cái chữ ký, một cái tấm ảnh cũng là rất happy rồi, không cần phải đến nỗi thể hiện tình cảm theo kiểu như thế. Thế nhưng mà đổi lại thì người hâm mộ chúng ta quan trọng nhất đó là cái người dẫn dắt, rồi cái người đứng đầu, người ta phải làm sao để có sức thuyết phục. Một lời xin lỗi cũng là một cách. Không thể nào mà thua xong rồi là nói là lạc quan, với cả chúng tôi đang thi đấu tốt, xong rồi là nói là 80% hay 90% ở Việt Nam này không ủng hộ tôi. Tức là cái đấy nó chả làm gì cả, nó chỉ kiểu tăng sự hiềm khích với nhau thôi. Đấy là một điều rất tệ. Đấy. Garo, em đảm bảo ông George Quốc Văn Khang là cánh trái, không trò cưng này thì trò cưng khác thôi anh. Cũng là một cách. Thực ra Khuất Văn Khang là một cầu thủ rất hợp đá vị trí tiền vệ tấn công nhé các bạn nhé. Khuất Văn Khang ấy, tôi rất thích cầu thủ đá vị trí tiền vệ tấn công. Các bạn nhớ cái trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Hàn Quốc không? Ở sân vận động Suwon ấy, chính Khuất Văn Khang là người có cái pha bóng nguy hiểm nhất về phía khung thành của thủ môn Hàn Quốc luôn. Cú sút đập đỉnh lưới cột dọc sà ngang. Và rất nhiều các cái giải đấu mình đã từng chứng kiến Khuất Văn Khang đá vị trí tiền vệ tấn công rồi. Đây là một cầu thủ nhỏ con nhưng mà có khả năng đi bóng rất tốt, khả năng chuyền bóng dứt điểm rất hay. Thực sự mình ấn tượng với cả Khuất Văn Khang luôn. Chiều mai có được ghi hình đội tuyển tập không? Có các bạn nhé. Bạn Võ Hải có đặt câu hỏi là chiều mai có được ghi hình đội tuyển tập không? Mình sẽ được nhắc lại là ngày mai thì sẽ có hai buổi tác nghiệp chính thức của giải đấu, đó là buổi họp báo diễn ra vào lúc 11 giờ của đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Thứ hai là buổi tập official, các phóng viên được phép tác nghiệp 15 phút vào khung 17 giờ 30 của cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển Indonesia, và tất cả những cái hình ảnh đấy thì chúng ta sẽ đều có ở trên kênh Nhất Truyền TV bạn nhé. Lý do mà Quang Hải không được vào sân, thực ra hôm qua mấy hôm trước mình đã trả lời vấn đề này rồi, các bạn có thể xem lại buổi livestream hôm trước, nhưng mình sẽ không trả lời lại những câu hỏi đã hỏi rồi. Ok, 5.000 anh em. Ngày mai thì có thể là chúng ta sẽ vẫn gặp nhau trên buổi livestream, nhưng ngày mai chúng ta sẽ có thêm được những thông tin liên quan đến việc là ông ấy xếp ai mặc áo gì. Đấy. Xem ai là chính ai dự bị, có thể thôi. Trận gặp Iraq ở Asian Cup ông cho Khuất Văn Khang đá tiền đạo cắm anh ạ, lạy ông, xong ăn thẻ đỏ ra ngoài luôn. Đúng rồi. Tết Trần tên thật là gì thế? Mình tên thật là gì? Các bạn sẽ lên Facebook của mình. Facebook của mình cũng sẽ có. Rồi hôm nay thì có lẽ livestream đây thôi anh em nhỉ. Tôi lại đưa ra lại một cái đội hình của tôi nhé. Đây. Đây của tôi chỉnh lại một chút cho nó đúng này. Đây. Bùi Hoàng Việt Anh vào đây đã. Tuấn Tài vào đây đã. Tôi thích Thành Trung hơn. Thành Trung vào đây hợp lý luôn, nhưng tôi sợ ông không dùng Thành Trung. Đình Bắc thì tôi nghĩ rằng ở đâu nhỉ? Từ từ nha, tôi đang chỉnh tí. Anh em bình tĩnh. Đình Bắc đây rồi. Đây Xuân Mạnh về đây. Anh em mình sẽ chỉnh lại cái đội hình mà tôi nghĩ rằng sẽ là mạnh nhất, tức là sẽ ghi được nhiều bàn thắng ấy, ý của tôi là thế, sẽ ghi được nhiều bàn thắng nhất nếu mà để thi đấu. Đây đấy đội hình của tôi mà tôi nghĩ rằng ghi được bàn thắng ấy. Nó gọi là đẹp đẽ,
và hợp lý. Đấy là góc nhìn cá nhân. Thủ môn Nguyễn Philip, trung vệ trung tâm là Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ lệch trái là Bùi Tiến Dũng, lệch phải là Hồ Tấn Tài. Đấy. Lý do thì giải thích rồi, các bạn có thể xem lại livestream. Rồi hậu vệ cánh trái Văn Thanh, hậu vệ cánh phải Xuân Mạnh. Đây hình như chính là cặp hậu vệ đá ở U23 Thường Châu năm 2018 đấy. Lúc ấy thì như là đổi lại thôi, Văn Thanh đá cánh phải và Xuân Mạnh đá cánh trái chám vị trí của Đoàn Văn Hậu mà. Đúng không? Quang Hải đá nhích hơn một chút. Tiền đạo, hai tiền đạo là Tiến Linh và Văn Toàn. Đấy là đội hình của tôi. Gọi là 3-4-1-2. Đấy, hoàn toàn có thể di chuyển cầu này. Văn Toàn sang đây. Tiến Linh đã cắm. Quang Hải đây. Đây hoàn toàn có thể kiểu này. Tức là 3-4-3. Tùy. Cái cách vận hành thì nó đa dạng. Ok cho anh em. Hôm nay chúng ta livestream đến đây thôi nhá. Ngày mai sẽ còn nhiều cái điều chúng ta sẽ nói với nhau. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến đây thôi. Theo bạn Quang Hải có được đá chính trận đấu này, như vậy là đã có 70% chọn là chúng ta sẽ thấy Quang Hải thi đấu. 30% chọn không. Nhiều phết đấy nhỉ. Ngày mai chúng ta sẽ livestream và chúng ta sẽ biết được xem là đội hình chúng ta sẽ có hai ba cầu thủ nào để lựa chọn. Ngày mai sẽ nhiều khả năng sẽ có được thông tin các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ được tôi xin phép khép lại cái buổi livestream ngày hôm nay thôi. Cất cảm ơn một đông đảo anh em đã theo dõi. Các bạn đừng quên bấm subscribe các bạn nhá. Subscribe kênh YouTube của tôi. Ủng hộ tôi để lên được 400.000 đi, cũng sắp được 400.000 subscribe rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo trên kênh Tất Trần TV. Xin chào.